Trên màn hình mà quý cô chú anh chị đang xem á, là hướng về ngã tư Sài Đôi nha anh chị, cách tầm khoảng 200-300 mét gì đó. Xin thưa cô chú anh chị, Chợ Xanh Hoàng Thịnh đang đứng ngay cái tỉnh lộ đó anh chị. Cái hướng này là cái hướng mình từ chợ Bình Chánh á, đường Đinh Đức Thiện á, mình chạy vào anh chị, mình qua cái khu công nghiệp Cầu Tràm rồi mới tới cái vị trí này. Hiện chợ Xanh Hoàng Thịnh đang đứng đây là xã Long Trạch nha, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Từ cái vị trí mà chợ Bình Chánh á, anh chị tới ngay đây á, thì mất tầm khoảng 10 phút đi xe máy nha. Anh chị thấy không, bên đường á, là cái con đường ấp văn hóa Sài Đôi ha, còn được gọi là đường Sài Đôi Long Trạch. Thì cái hướng này mình sẽ đi song song vào phía trong cái con đường nhựa kinh xã Long Trạch ha anh chị. Và hôm nay để tiếp theo những cái lô bất động sản mà chợ Xanh Hoàng Thịnh chia sẻ cho anh chị tham khảo, chợ Xanh Hoàng Thịnh cũng muốn chia sẻ cho anh chị một cái lô đất nữa, nằm tại vị trí mặt tiền con đường nhựa này ha. Một con đường nhựa kênh xã Long Trạch mà từ cái hướng này nè, mình vào rất là gần anh chị, khoảng tầm 100-150 mét là mình sẽ tới đất. Một khu vực rất là nhiều tiềm năng và rất là nhiều đông dân cư ở luôn nha anh chị. Rồi bây giờ thì mời tất cả bà con chị mình cùng song hành với chợ Xanh Hoàng Thịnh vào xem thực tế lô đất luôn nha. Xin mời. Xin chào, chào mừng tất cả bà con anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh chợ Xanh Hoàng Thịnh của mình. Rất là vui khi gặp lại bà con anh chị và các bạn trong cái video clip này. Cảm ơn bà con anh chị, các nhà đầu tư và các bạn trong thời gian qua đã đăng ký và ủng hộ kênh cho mình. Bà con anh chị và các bạn vui lòng bấm đăng ký kênh miễn phí và ấn chuông thông báo để cập nhật được bất động sản mới nhất và sớm nhất nha. Việc đăng ký và ủng hộ kênh mà bà con chị đem lại là việc làm mà chợ Xanh Hoàng Thịnh xin lấy đó làm niềm vui, động lực và hết sức trân quý tình cảm đó của bà con anh chị mình. Mọi ý kiến đóng góp về nhu cầu bất động sản, cô chú anh chị xin để lại dưới phần bình luận để mình ngày càng có những sản phẩm hoàn thiện hơn. Chợ Xanh Hoàng Thịnh mến chúc bà con anh chị, các nhà đầu tư và các bạn có một ngày mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Chợ Xanh Hoàng Thịnh xin được mến chào bà con anh chị mình. Rất là vui khi gặp lại bà con anh chị mình trong cái video clip này. Một video clip tiếp theo mà chợ Xanh Hoàng Thịnh muốn chia sẻ cho anh chị một cái lô đất thổ ha. Vẫn nằm trên con đường kênh xã Long Trạch này. Cái con đường mà hồi nãy giờ mình chạy vào đó anh chị, đó là con đường tên là kênh Khánh N1 ha. Và cái hướng này nè anh chị, trên màn hình anh chị đang xem đó, là mình sẽ đi ra được đường tỉnh lộ 835. Khi mà mình ra được đường tỉnh lộ 835 á, thì đi rất là nhiều ngã rẽ ha. Nếu mà đi thẳng thì mình về Long Can, còn nếu mà đi tay phải thì về Gò Đen, quẹo tay trái thì đi ngược lại ngã tư Sà Đôi và đi vào trung tâm thị trấn Cần Giuộc. Còn cái hướng này nè, anh chị sẽ đi về được khu công nghiệp Cầu Tràm nha. Rồi, phía xéo bên đường á, ngay chiếc xe tải đó anh chị, đó là lô đất mà anh chị và chợ Xanh Hoàng Thịnh đang tham khảo đây. Thì từ cái vị trí này nè anh chị, cục điện đây. Đó, ngay chỗ vị trí này ha. Anh chị chạy dài ra phía hết cái mặt tiền đường này á, là 11 mét nha anh chị, 11,2 mét. Tầm đâu đó tới cái cây cột cắm ở đây nè anh chị, có cây cọc cắm ha, rõ ràng ranh giới. Thì mặt tiền con đường kênh xã Long Trạch này là 11,2 mét. Đây, ngay vị trí này. Rồi mình sẽ đi ra sâu phía trong á, là 59 mét nha anh chị. Lô đất này cũng khá sâu á, lợi thế là ngay cái gần ngã ba anh chị, đi ra được hai hướng ở phía trên này. Xin nói thêm là cái ngã ba này là xéo cái lô đất mình nha anh chị, không có ngay lô đất mình nha. Phía bên này á, có một cái vườn bà con mình đang trồng dứa này, dứa để nấu nước á, nước uống, nước mát gì đó anh chị, hoặc làm xôi bánh gì đây nè, nhìn rất là mát mắt. Và cái cọc cắm của lô đất mình á, là tại vị trí này nha, đã có cắm sẵn luôn đó anh chị. Mình cứ đi men theo ha, ranh giới rất là rõ ràng. Cái chiều sâu của lô đất này cũng khá sâu nha,
đi tận ra tới cái con đường hẻm phía sau của người dân ở luôn anh chị. Đó, mình đi cặp theo cái lô đất đang trồng đây, và phía sau là mình giáp danh với cái mí của con đường người dân, và cuối cùng ở phía bên tay phải đó là có ruộng nè, ruộng đồng rất là mát mẻ luôn anh chị ơi. Rồi anh chị thấy không, cái cọc cắm cuối cùng đó anh chị, kế cái cọc điện luôn đó, là cái con đường này nè nó có chút xíu à, khoảng chừng 1,5 m, và đây là vị trí cuối cùng nha anh chị, cái cọc cắm của mình đó. Đó anh chị thấy cái con đường làng phía sau không, mình có thể tận dụng mình đi ra phía sau này luôn được nha anh chị, mình làm hai hướng á. Nếu anh chị cất nhà mà đâu hai đít á, mình có thể tận dụng đi được con đường này luôn nha. Đó mình đi ra phía này ha, rồi hướng này bên đây là ruộng đồng anh chị. Sát với cái mí ruộng mình nè. Đó cái ngay cái cọc cắm đó anh chị. Là hết vị trí đất của mình nha. Đó. Tại vị trí này. Và nhìn ra phía sau là nhà dân. Có nhà dân ở nha. Rồi, hướng về phía trước đây. Song song với những cái ruộng á, đám ruộng đó anh chị, là những cây cọc cắm được đo ranh giới rất là rõ ràng. Thì tổng diện tích của cái lô đất này á, là 651 m, là toàn bộ đất thổ cư chính chủ nha anh chị. Và như anh chị đã thấy rồi đó, cái nền thì rất là cao luôn ha, cao có thể bằng mặt đường hoặc hơn luôn á anh chị. Mình mua về á, mình xây dựng á, thì mình không cần phải đổ cát đá bao nhiêu đâu. Đó cũng là một cái chi tiết để mình xem xét lại cho cái lô đất này. Và có cái cây cao quá nè, nó che hết cái cọc cắm của mình rồi anh chị. Để em đi qua đây ha. Nè, đã thấy rồi nè chị. Một cây cọc cắm luôn đây. Đó, từ vị trí đó đó anh chị. Mình đi ra tới phía trước này là hết cái vị trí đất của mình ha. Sát với cái mí mặt tiền đường nhựa cái con đường kênh xã Long Trạch, và cái hướng lô đất mà mình đang tham khảo đây á, là cái hướng đông anh chị, một cái hướng quá đẹp rồi. Bà con anh chị nào mua đất cũng muốn một cái hướng đẹp cho cái lô đất mình. Tại cái vị trí mà lô đất mà anh chị đang tham khảo đây á, là khu vực rất là nhộn nhịp ở cái con đường kênh xã Long Trạch này. Khu dân cư rồi nhà dân sinh sống rất là nhiều xung quanh đây. Và anh chị biết không, tại cái vị trí đất mà mình đang tham khảo đây nè, nó rất là thuận tiện về cái nhu cầu sinh hoạt mua sắm của mình ha. Thì cách đây mình lên cái khu công nghiệp Cầu Tràm đó anh chị, một khu rất là sầm uất tại nơi này á, thì anh chị đi mất tầm khoảng 2-3 phút thôi. Còn anh chị ra tới ngã tư Xà Đôi á, một khu vực cũng tương đối sung, thì mất tầm khoảng 2-3 phút luôn. Đây là một cái hộ dân sống ở phía sau mà chợ Xanh Hoàng Thịnh phóng cái màn hình to lên anh chị, sau cái đám ruộng đó, toàn cảnh để bà con chị mình dễ hình dung hơn ha. Và phía sau mình á, có một cái khu vực mà bà con mình ở rất là đông ở phía sau. Về đây sinh sống thì anh chị khỏi sợ bị buồn rồi ha. Một cái cục điện mà có gắn camera nè anh chị, sát với cái lô đất của mình. Rồi, vừa rồi thì anh chị cũng đã xem thực tế cái lô đất này. Bây giờ Trà Xanh Hoàng Thịnh xin nhắc lại toàn bộ cái diện tích để anh chị nắm rõ một lần nữa ha. Vị trí lô đất này đó là nằm ngay xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Diện tích của lô đất là 11,2 nhân cho 59 là nó ra là 651 m đó anh chị, đất thổ toàn bộ ha. Đất này là đất sạch, nền cao, khu dân cư ở đông, và Trà Xanh Hoàng Thịnh không thấy cái mồ mả gì trên đây cả nha anh chị. Đất rất là sạch ha. Và chủ đưa ra giá cho cái lô đất này là 12 triệu trên 1 mét vuông đất, và còn thương lượng bất lọc nha anh chị. Từ cái vị trí này nè, anh chị muốn đi ra đường tỉnh lộ 835A thì mất tầm khoảng 150 m.
Anh chị muốn đi ngã tư Sà Đôi á, thì mất tầm khoảng 400 m. Anh chị đi chợ Bình Chánh thì mất tầm khoảng 10 phút tới 15 phút xe máy, và đi khu công nghiệp Cầu Tràm thì mất tầm khoảng vài phút nha anh chị. Bán kính 1 km thì có trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, điện máy xanh, bách hóa xanh, đầy đủ những cửa hàng tiện ích tiện lợi tại nơi đây. Rồi, vài thông tin cũng khá đầy đủ về cái lô đất này. Nếu bà con anh chị nào đang có nhu cầu muốn sở hữu hoặc cần tham khảo thêm thì anh chị liên lạc trực tiếp số điện thoại mà chợ xanh Hoàng Thịnh để dưới góc phải màn hình đây. Xin cảm ơn bà con anh chị mình rất nhiều. Nếu anh chị mình quan tâm nhiều bất động sản hơn nữa, xin anh chị đăng ký kênh để anh chị có thể cập nhật được bất động sản mới nhất và sớm nhất trên kênh nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại bà con anh chị mình trong những cái video clip tiếp theo nha.